Bộ Giáo dục có nên biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa? 500 năm tù là mức án mà có thể cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nên có một hoa hậu bị tước vương miện để làm gương. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 3 tháng 8 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Bộ Giáo dục có nên biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa? Việc có cần thêm một bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo nữa hay không vẫn được đặt ra sau 4 năm thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới. Vấn đề được nêu tại hội nghị góp ý kiến về triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa phổ thông năm 2018 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 2 tháng 8, Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội về việc này nêu rõ chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa. Ngoài ra, để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ với kinh phí 16 triệu USD từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện được việc này. Sau đó, Quốc hội đồng ý nếu mỗi môn học đã có ít nhất một bộ sách giáo khoa được thẩm định, phê duyệt thì không dùng ngân sách để biên soạn sách giáo khoa của môn đó nữa. Từ năm 2020, lộ trình thay sách giáo khoa mới bắt đầu được thực hiện. Ở mỗi khối lớp đều có ít nhất 3 bộ sách giáo khoa để các nhà trường, phụ huynh chọn lựa. Đến năm học này, việc thay sách ở cấp tiểu học đã thực hiện được đến lớp 4, cấp trung học cơ sở đến lớp 8, cấp trung học phổ thông đến lớp 11. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa là đúng đắn, nhưng việc thực hiện không theo kịp chủ trương. Bà cho hay vì nhiều nguyên nhân, học sinh vẫn có lối học tập theo kiểu dập khuôn, máy móc. Bộ sách giáo khoa mới được hứa hẹn sẽ khắc phục chuyện này, song học sinh vẫn phải học, chép và thi như văn mẫu. Giáo sư Trần Ngọc Đường, chủ nhiệm Hội đồng Dân chủ, Pháp luật của Ủy ban lại có quan điểm khác. Theo ông, xã hội hóa giáo dục không có nghĩa nhà nước rút dần vai trò ở lĩnh vực này. Thay vào đó, cần đầu tư, giám sát chặt chẽ hơn. Ông nhận định, việc đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông triển khai nhiều năm nhưng còn lúng túng, nên đề nghị Quốc hội tăng ngân sách đầu tư cho giáo dục. Không nên xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, mà nhà nước nên đầu tư để có bộ sách giáo khoa chuẩn cho học sinh, ông đề xuất. Cách đây một tuần, vấn đề này từng được đặt ra tại cuộc làm việc của Đoàn Giám sát Quốc hội với Chính phủ về thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Khi đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Đoàn Giám sát phải làm rõ căn cứ cho thấy cần bộ biên soạn một bộ sách. Ông cho rằng việc thay sách đã đi gần hết chặng đường, nên nếu có thêm một bộ sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào lúc này, có thể sẽ là một cuộc điều chỉnh chính sách giữa chừng rất lớn. Chuyển sang tin tức quốc tế, ông Trump nói bản thân có thể đối mặt với hơn 500 năm tù. Trong thư gửi người ủng hộ ngày 2 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể phải đối mặt với án tù lên tới 561 năm sau khi Bộ Tư pháp truy tố ông vì nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Theo The Hill trong thư, ông Trump viết, chính phủ Mỹ đang cố gắng giam giữ ông tổng cộng 561 năm thông qua các phiên tòa có động cơ chính trị. Tại Mỹ, các bị cáo hiếm khi bị kết án tù ở mức tối đa cho mọi tội mà họ bị cáo buộc phạm phải và điều khoản cho các tội khác nhau có thể được thực thi liên tiếp, hạn chế tổng thời gian bị cáo phải ngồi tù. Ngày 1 tháng 8, Đại bồi thẩm đoàn Liên bang đã truy tố ông Trump 4 tội danh, bao gồm lừa gạt nước Mỹ bằng cách ngăn quốc hội phê chuẩn chiến thắng của ông Biden, âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, cố gắng cản trở một thủ tục chính thức và âm mưu chống lại các quyền của cử tri. Cáo trạng được đưa ra trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith, gồm 4 cáo buộc là âm mưu lừa gạt nước Mỹ, án tù tối đa 5 năm, âm mưu cản trở và cản trở quy trình nhà nước, án tù tối đa 20 năm và âm mưu tước quyền có một cuộc bầu cử công bằng của cử tri, án tù lên đến 10 năm. Đây là một trong nhiều thách thức pháp lý của ông Trump đang đối mặt. Ông Trump cuối tháng 3 trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Thẩm phán New York ấn định sẽ xét xử vụ này vào tháng 3 năm 2024. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9 tháng 6 công bố cáo trạng 49 trang, trong đó có 37 cáo buộc liên quan cuộc điều tra của ông Trump giữ trái phép tài liệu mật ở tù dinh, cũng do công tố viên Smith phụ trách. Cơ quan này cuối tháng 7 bổ sung thêm 3 cáo buộc với cựu Tổng thống Mỹ.
Tòa dự kiến xét xử vụ tài liệu mật vào tháng 5 năm 2024. Nếu bị kết tội theo đạo luật gián điệp Mỹ, ông có tránh nguy cơ lĩnh án tù với mức tối đa là 20 năm. Phe Cộng hòa coi các vụ truy tố ông Trump là động thái nhằm cản bước cựu tổng thống trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Cựu tổng thống Mỹ còn đối mặt với cuộc điều tra về nỗ lực nhằm thay đổi kết quả bầu cử năm 2020 ở bang Georgia. Hồ sơ tòa án cho thấy các luật sư của ông Trump đã kiến nghị tòa thượng thẩm Georgia truất quyền công tố viên phụ trách điều tra Fannie Willis và bác báo cáo từ một đại biểu thẩm đoàn về khuyến nghị truy tố một số cá nhân. Tin tức cuối cùng, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nên có một hoa hậu bị tước vương miện để làm gương. Trước những tranh cãi về phát ngôn của hoa hậu Ý Nhi, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã bày tỏ quan điểm nên có một hoa hậu bị tước vương miện để làm gương cho những người khác. Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi vẫn đang là tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng bởi những phát ngôn dù mới đăng quang được hơn một tuần. Trước những ồn ào của Ý Nhi, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân. Anh cho biết nên có một hoa hậu trong lịch sử bị tước vương miện để làm gương. Anh chia sẻ nếu không bị tước thì cô gái này cũng nên tự trả lại vương miện cho ban tổ chức để nhìn nhận lại những sai lầm trong phát ngôn cũng như suy nghĩ của mình trong những ngày vừa qua. Chỉ như vậy mới cứu được bản thân khỏi sự cuồng nộ của nhiều người thôi. Chưa mới đăng quang hoa hậu mà group anti gần 400.000 người thì khó sống qua showbiz lắm. Gia đình em có điều kiện thì nên sống một cuộc đời bình yên vì em là con gái. Chứ thiệt, anh thực sự thấy cũng thương em trước những áp lực từ dư luận. Dòng chia sẻ của Đỗ Mạnh Cường nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của nhà thiết kế nổi tiếng. Đoạn clip hoa hậu Ý Nhi kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định gồm em, nhà thơ Hàn Mạc Tử và Vũ Quang Trung cũng đang tiếp tục gây tranh cãi. Việc tân hoa hậu tự nhận mình là người nổi tiếng quê ở Bình Định và còn nhắc tới mình trước Vũ Quang Trung, nhà thơ Hàn Mạc Tử bị cho là thiếu khiêm tốn. Chỉ một tuần sau đăng quang, mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều nhóm anti-fan của hoa hậu Ý Nhi với hàng chục nghìn thành viên, trong đó có nhóm cao nhất tính đến thời điểm hiện tại là gần 370.000 thành viên. Nhiều khán giả còn yêu cầu ban tổ chức tước vương miện của cô. Trước đó, hoa hậu Ý Nhi đã bật khóc khi lên tiếng xin lỗi khán giả trên livestream. Hoa hậu tự nhận bản thân chưa đủ chín chắn, thiếu kinh nghiệm khi phải thực hiện nhiều buổi phỏng vấn liên tục vài ngày sau khi đăng quang. Những suy nghĩ vô tư cũng khiến phát ngôn của cô chưa chính xác và đầy đủ. Sau đó, nàng hậu một lần nữa gửi lời xin lỗi về những phát ngôn của mình trên trang cá nhân. Theo đó, nàng hậu cho biết cô nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải cho công chúng của mình. Theo hoa hậu, những thiếu sót đó gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa. Tin tức trên đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ, bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.